Để bảo vệ sức khỏe cho anh em thì anh em bình thường anh em sẽ là một năm anh em sẽ đi dọn nội thất một lần và chăm sóc lại chiếc xe của mình, spa cho những cái chi tiết nhựa da và làm sạch cái bề mặt nội thất bên trong. Nhưng anh em lại quên mất đó là một cái hệ thống tuần hoàn không khí bên trong, đó chính là cái hệ thống điều hòa của anh em. Thì dàn nóng của anh em ở bên nằm bên ngoài và cái dàn lạnh nó sẽ nằm ở bên trong cái phần táp lô của chiếc xe. Thì bình thường như anh em muốn vệ sinh cái đấy thì anh em sẽ phải bung toàn bộ cái táp lô xuống và vệ sinh. Nhưng mà bây giờ cái công nghệ càng ngày càng hiện đại rồi, nó sẽ có những cái máy nội soi và đưa cái dòng hóa chất vào để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh cho anh em. Đây anh em có thể thấy đây này, có một cái dòng máy như này, nó để vệ sinh riêng cho cái điều hòa của mình. Và cái dàn máy này thì khi mà nó sẽ có một cái lọ hóa chất đây, anh em thấy không ạ? Hóa chất nó sẽ cắm vào đây và cái vòi hơi cắm vào đây, để mà khi mà anh em bấm này thì cái hóa chất nó sẽ được hút từ đây và đưa vào trong cái phần hệ thống dàn lạnh của anh em. Thì cái vòng cái cần này nó sẽ cong được đi theo cái ống này và để anh sẽ điều chỉnh được trong này và sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh trực tiếp để anh em thấy xem cái dàn lạnh của mình nó có bẩn hay là sạch. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái hình ảnh nó sẽ lên như này. Đấy. Thì như bình thường ấy thì nó sẽ có những cái dòng hóa chất chuyên dụng để vào vệ sinh cái dàn lạnh cho anh em, để mà nó vệ sinh sạch đảm bảo mà không gây ảnh hưởng gì cho hệ thống điều hòa này, và thứ hai là hệ thống chính cái bản thân sức khỏe của anh em. Đấy, đây là cái loại hóa chất của Voltronic này, để mà vệ sinh cho toàn bộ cái hệ thống điều hòa và cái hệ thống không khí trong xe. Với cái bộ Voltronic này nhập khẩu của Đức này thì nó sẽ có ba cái dòng hóa chất, ba cái loại hóa chất như này, và những cái dòng hóa chất này là rất là những cái dòng hóa chất tốt. Và anh em thấy không, cái dòng Voltronic này thì từ nhớt dầu động cơ nó đã cực kỳ tốt cho chiếc xe của mình rồi. Đấy, thì những hầu như là cái thương hiệu từ Đức thì anh em có thể biết là những cái đồ dụng cụ của nó rất là tốt và những hóa chất cực kỳ tốt ạ. Đấy, còn anh em mà muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.